Dạ có rất nhiều chứ. Đó chính là lý do tại sao mà em không nói chuyện với người nước ngoài. Dạ chào chị, em tên là Đinh Long Tùng, hiện nay em đang là sinh viên của trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Em đến với Intel để học được một tháng rồi. Dạ cũng vì em muốn giao tiếp với người nước ngoài nhiều lắm, tại vì mỗi lần mà nói tiếng Anh thì cảm thấy rất là cool ngầu. Thì có chứ, tại vì nếu mà mình muốn đi làm việc mà lương cao thì mình có bắt buộc phải nói tiếng Anh. Hoặc là nếu mà ví dụ mà em có đi du lịch nước ngoài hơn nữa thì tiếng Anh là điều cần thiết nhất đối với em. Hoặc là lên sân bay chẳng hạn. Dạ only tiếng Anh. Trước khi đến đây thì em cân nhắc kỹ về những điều mà em cần phải học. Thứ nhất là em muốn thi Anh văn nè. Em muốn thi IELTS thì em phải có một cái nền vững chắc để có thể bước lên từng bước từng bậc một. Thứ hai là em nói chuyện với người nước ngoài cái lưu loát. Thứ ba đó là em khá là lười biếng cho nên là em không thể nào mà học một cách khuôn khổ giống như là học trên lớp xong về nhà làm bài tập được. Nó rất là nhàm chán. Dạ em cũng có đi đến hỏi từng trung tâm một, nhưng rồi coi về giá cả rồi lịch học rồi với lại môi trường xung quanh để coi em có thể hứng thú để đi học hay không. Nên đến khi em tìm đến Intel rồi được chị Thanh truyền cảm hứng, chị dẫn em đi xung quanh các không phòng để thăm tìm hiểu, thì mỗi không gian ở đây thì mỗi căn phòng đều khác nhau, không cái nào là giống nhau cả. Rồi lịch học ở đây cũng rất là linh hoạt, có lịch học từ sáng đến chiều để cho em lựa chọn. Giá cả em thấy cũng ổn. Ngoài ra thì ở đây luyện tập Anh văn bằng 100% tiếng Anh. Tất cả mọi người đều nói bằng tiếng Anh hết. Nói chung là nó tạo điều kiện cho em khi mà em học xong rồi có thể thực hành được liền liền luôn, chứ không phải là để về nhà rồi mới làm. Nó rất là tốt cho em. Dạ rất là tốt. Đây thì nó mỗi ngày đều có một chủ đề riêng biệt với nhau, được thảo luận từ các mọi lĩnh vực, từ âm nhạc cho đến ngoài xã hội. Cho nên là em học được rất là nhiều thứ, không chỉ là Anh văn mà còn kiến thức xã hội bên ngoài nữa. Ngoài ra thì về phần phát âm em cũng được cải thiện rất nhiều, tại vì ở đây giáo viên nước ngoài là chủ yếu cũng khá là tương đối, cho nên là em nói chuyện về phần ngữ pháp với lại phát âm thì cũng rất là ổn, rất là tốt luôn. Em cảm thấy là mình có thể cảm thấy mình tự tin hơn khi nói chuyện với người nước ngoài, với lại cũng một chút ít là bớt cái sự ngại ngùng của lúc trước đi. Ngoài ra thì em còn học được rất là nhiều từ vựng, cảm giác như là các thầy các cô đã truyền cảm hứng cho em rất là nhiều. Điều đó đã tạo động lực cho em học ở đây. Nếu bạn muốn học tiếng Anh mà để giao tiếp á, thì bạn nên lên đến đây, tại vì ở đây là nó chỉ 100% bằng tiếng Anh. Điều đó sẽ rất tốt cho bạn. Bạn không thể học tiếng Anh ở nhà, bạn cũng có thể đến đây để học. Không gian mỗi phòng cũng rất là rộng rãi và nó cũng có thư viện cho các bạn nghỉ ngơi nữa. Có rất nhiều sách trân trọng các bạn có thể tham khảo. Các anh chị thì cũng tư vấn rất là nhiệt tình. Các bạn thì cũng hòa đồng, cho nên là nếu bạn muốn học tiếng Anh một cách tốt nhất hãy đến với Intel. Còn mà bạn muốn luyện thi Anh văn một IELTS hay là những TOEFL, TOEIC hãy đến với Intel luôn, tại vì đây sẽ là nền tảng rất là vững chắc để cho bạn học những phần khác.